một học sinh Vân Kiều được học tại trường nội trú tỉnh. Em rất là vinh dự và rất là may mắn khi được vào hàng ngũ của Đảng ở độ tuổi 18. Và đó cũng là mục tiêu để em cố gắng phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, rèn luyện những kỹ năng mà một đảng viên cần phải có trong thời kỳ đổi mới. Là một phụ huynh thì bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi con mình đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở độ tuổi 18. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái dấu mốc hết sức quan trọng trong cái cuộc đời của cháu, là một cái bước ngoặt để khẳng định được cái vai trò trách nhiệm cũng như là sự trưởng thành của cháu đối với xã hội. Khi học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng thì bản thân của tôi phải nói rằng là rất là xúc động nhưng mà cũng đầy tự hào, bởi vì đây cũng là cái minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của tất cả các học sinh ở trong nhà trường và đặc biệt là sự quan tâm của các cấp, và trong đó là chi bộ của trường Trung học Phổ thông Đông Hà cũng như tất cả các cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường trong việc phát triển đảng viên tuổi 18 trong nhà trường. Trong thời gian qua, Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng nhằm thu hút và phát triển đảng viên mới. Tuy nhiên, qua thực tế nhận thấy việc phát triển đảng viên trẻ, đặc biệt là đảng viên tuổi 18 vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do các em còn trẻ và tư tưởng chưa ổn định và thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, sự quan tâm của các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở, đặc biệt là chi bộ nhà trường vẫn còn hạn chế, dẫn đến thiếu môi trường thuận lợi để các em rèn luyện và phát triển toàn diện. Từ khi bước vào trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, em Trần Thị Khánh Chi, hiện là học sinh lớp 12 văn, đã luôn nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện, không ngừng phấn đấu để hoàn thiện bản thân, với mục tiêu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên, do ở các năm lớp 10 và 11, em chưa đủ 18 tuổi theo quy định, nên vẫn chưa được kết nạp vào Đảng. Là một đoàn viên, một bí thư chi đoàn, trong những năm học vừa qua, em đã cố gắng ra sức học tập, tích cực tham gia các hoạt động và em cũng đã tham gia xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tuy nhiên, vì lý do chưa đủ tuổi nên em cũng chưa thể đứng vào hàng ngũ của Đảng. Và trong năm học này thì em mong muốn là mình sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, và từ đó thì em lúc nào cũng cố gắng tự hứa bản thân mình là ra sức học tập, rèn luyện tích cực, và đó cũng là nguồn động lực để năm lớp 12 này em cũng đạt được thành tích tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Quy định số 24 QĐ-TVK ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng nêu rõ, tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi tính theo tháng. Điều này gây khó khăn cho học sinh lớp 10 và 11, vì đa số các em chỉ đủ 18 tuổi vào cuối lớp 12, trùng với thời gian ôn thi tốt nghiệp, tạo áp lực lớn cho các em. Thực tiễn thời gian vừa qua, thì cấp ủy Đảng các cấp cũng đã rất quan tâm đến việc phát triển đảng viên trong trường Trung học Phổ thông. Nhưng mà kết quả đạt được thì rất thấp. Mà theo tôi, cái nguyên nhân chủ yếu là do các cái cán bộ đoàn, cán bộ lớp xuất sắc có nguyện vọng vào Đảng nhưng mà không thể kết nạp vào Đảng được, bởi vì là họ chưa đủ 18 tuổi theo quy định của điều lệ Đảng. Do vậy, tôi muốn đề nghị là cần phải trẻ hóa cái độ tuổi kết nạp vào Đảng để mà thực hiện được cái việc phát triển đảng viên ở trường Trung học Phổ thông đạt được kết quả tốt hơn. Quá trình triển khai thực hiện cái kế hoạch 1/5 nó cũng có những cái khó khăn vướng mắc nhất định. Thứ nhất là về cái nhận thức từ phía các cấp ủy, cũng có những cái đơn vị mà nhận thức cũng chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức. Nhận thức về của phụ huynh, của các em học sinh, và đặc biệt trong xu thế hiện nay thì cũng có những cái phụ huynh trong cái xu thế cho con em được đi du học, cho nên là cái mong muốn hoặc là cái nhận thức về cái công tác phát triển đảng nó cũng chưa đầy đủ. Rồi các cái mốc thời gian về độ tuổi phát triển đảng của học sinh, rồi thời gian mà thực hiện cái công tác kết nạp đảng tại trường cũng có những khó khăn vướng mắc nhất định. Ngoài các nguyên nhân nêu trên, thì công tác phát triển đảng viên trong học sinh trung học phổ thông từ năm 2023 trở về trước ở tỉnh Quảng Trị chưa được cấp ủy và nhà trường quan tâm đúng mức, dẫn đến số lượng học sinh được kết nạp đảng hàng năm rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số đảng viên mới toàn tỉnh. Năm 2021, kết nạp 2 trên 1.117 đảng viên được kết nạp toàn tỉnh,
chiếm 0,18%. Năm 2022, kết nạp 8 trên 1.127 đảng viên được kết nạp toàn tỉnh, chiếm 0,71%. Năm 2023, kết nạp 19 trên 1.320 đảng viên được kết nạp toàn tỉnh, chiếm 1,44%. Việc kết nạp đảng viên trẻ là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của đảng, bởi họ mang đến nguồn năng lượng mới, sự sáng tạo và tinh thần đổi mới. Đảng viên trẻ không chỉ góp phần thúc đẩy các giá trị đổi mới, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa đảng và thế hệ thanh niên, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển. Tuy nhiên, tại Quảng Trị, việc kết nạp đảng viên ở tuổi 18 gặp nhiều trở ngại do quy định về độ tuổi, nhận thức hạn chế từ học sinh và sự hỗ trợ chưa đầy đủ từ gia đình, xã hội. Hơn nữa, giáo dục chính trị trong nhà trường vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để khơi dậy lòng nhiệt huyết và sự quan tâm của học sinh đối với đảng. Để khắc phục những rào cản này, cần thay đổi cách tiếp cận, làm cho giáo dục chính trị trở nên sinh động và gắn kết hơn với thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, cần tăng cường sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội, tạo điều kiện tốt nhất để thế hệ trẻ sớm tiếp cận lý tưởng của đảng, từ đó thúc đẩy quá trình kết nạp đảng viên trẻ một cách hiệu quả hơn. Để triển khai thực hiện tốt cái mô hình đảng viên tuổi 18, thì trong thời gian tới, cả cấp bộ đoàn, đặc biệt là đoàn trường học, cần quan tâm bám sát cái sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy chi bộ nhà trường để đẩy mạnh cái công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Và xem đây là một cái nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trường học. Đây là một buổi tọa đàm đầy cảm hứng diễn ra tại trường Trung học Phổ thông Đông Hà với chủ đề Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Buổi tọa đàm đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc trưởng thành và cống hiến trong từng em học sinh. Qua buổi sinh hoạt của câu lạc bộ lý luận trẻ cũng như là lồng ghép với khen thưởng danh hiệu học sinh 3 tốt ngày hôm nay thì em cũng đã hiểu rõ hơn về vai trò cũng như là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nước mình. Và từ đó thì em sẽ có nhiều động lực phấn đấu hơn nữa, và trước hết là mục tiêu của em sẽ là đạt được danh hiệu học sinh 3 tốt các cấp cao hơn để mà có thể lấy đây làm cái động lực giúp cho em có thể là trở thành đảng viên ở tuổi 18, và sẽ rất là vinh dự khi mà em làm được điều này. Từ năm học 2023-2024, nhiều chi bộ trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với trung tâm chính trị tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho học sinh ngay tại trường học, vừa tạo điều kiện cho học sinh trong việc đi lại, học tập, vừa tạo sự lan tỏa trong trường học về công tác phát triển đảng viên. Bản thân em cảm thấy là tự hào và có động lực khi tham gia vào lớp bồi dưỡng cảm tin đảng ngay tại ngôi trường mà mình đang theo học. Và em cảm thấy là bản thân được quan tâm và có cơ hội hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của đảng, cũng như là những lý tưởng và giá trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang theo đuổi. Tại huyện Vĩnh Linh, ngay từ đầu năm lớp 10, đoàn trường Trung học Phổ thông Vĩnh Linh đã rà soát và theo dõi các đoàn viên đủ 18 tuổi trước khi tốt nghiệp. Nhà trường ưu tiên những học sinh giỏi, ban cán sự lớp và cán bộ đoàn có học lực, hạnh kiểm tốt, đạt điểm cao trong các kỳ thi và có thành tích nổi bật trong các hoạt động của trường để cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và giới thiệu kết nạp đảng. Xác định công tác phát triển đảng viên ở độ tuổi 18 là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do vậy, ở đoàn trường thì chúng tôi bên cạnh việc là cho các em học sinh rèn luyện phẩm chất, lý tưởng, thì chúng tôi tạo rất nhiều cái môi trường để cho các em học sinh này hoạt động, và từ đó thì các em có thêm nhiều động lực để mà đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Thị Quỳnh Như, học sinh lớp 12A8, trường Trung học Phổ thông Đông Hà, đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đúng ngày em tròn 18 tuổi, sau thời gian phấn đấu trong học tập và tham gia tích cực các hoạt động. Thành tích này không chỉ phản ánh sự nỗ lực bền bỉ của em, mà còn đánh dấu một cột mốc thiêng liêng trong cuộc đời. Được kết nạp vào Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2024. Quỳnh Như cảm nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm và vai trò của một đảng viên trẻ. Được trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là một điều không chỉ là một cột mốc đáng tự hào trong cuộc đời của em, mà đó còn là động lực để em phấn đấu, nỗ lực và rèn luyện nỗ lực hơn mỗi ngày nữa. Năm học 2023-2024 vừa qua, Quảng Trị có 33 trường trung học phổ thông với hơn 27.000 học sinh, trong đó hơn 8.400 học sinh lớp 12, chiếm 31,1%. Để đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trẻ, đặc biệt là đối tượng học sinh 18 tuổi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
đã ban hành kế hoạch số 115 ngày 15 tháng 9 năm 2023. Đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy công tác phát triển đảng viên trong các trường trung học phổ thông. Sự quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn. Đặc biệt, sự hiện diện của các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan tại các buổi lễ kết nạp đảng viên trong trường học đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với việc xây dựng lực lượng đảng viên trẻ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã kết nạp 209 học sinh từ các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, chiếm 27,5% tổng số đảng viên mới của tỉnh. Đáng chú ý, con số này chiếm 86% số học sinh tham gia học cảm tỉnh đảng và tăng 190 đồng chí so với năm 2023, mở ra cơ hội lớn cho các em trở thành lực lượng nòng cốt của đảng trong tương lai. Được đứng vào hàng ngũ đảng vào ở độ tuổi 18 thì em cảm thấy rất là vinh dự và rất là tự hào. Và sau này em sẽ quyết tâm hơn nữa, nỗ lực trau dồi những kiến thức, kỹ năng cũng như là trở thành một đảng viên ưu tú, không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, bạn bè cũng như là trở thành đảng viên xuất sắc. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã đặt ra mục tiêu quan trọng là kết nạp 1.500 đảng viên mới mỗi năm, với trọng tâm là thế hệ trẻ, đặc biệt là các đảng viên ở độ tuổi 18. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai một loạt giải pháp chủ động và hiệu quả như tăng cường trách nhiệm của bí thư trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới, đánh giá và lựa chọn các học sinh có thành tích xuất sắc để xây dựng kế hoạch kết nạp, cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của đối tượng trẻ. Việc bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới từ Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông trung học là một chủ trương đúng đắn và phù hợp với động cơ phấn đấu lý tưởng của các em, của các đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ cái độ tuổi này, các em được bồi dưỡng, nâng cao cái kiến thức, nhận thức về đảng và động cơ mục đích phấn đấu vào đảng. Và các em cũng đã nỗ lực cố gắng từng ngày trong học tập, trong rèn luyện, trong các hoạt động xã hội và rèn luyện các em trở thành những học sinh, những đoàn viên xuất sắc. Việc kết nạp đảng viên tuổi 18 tại các trường trung học phổ thông không chỉ khơi dậy khát vọng cống hiến mà còn tạo nên sợi dây liên kết vững chắc giữa lý tưởng cộng sản và hành trình học tập, rèn luyện của các em học sinh ngay từ ghế nhà trường. Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, những đảng viên này sẽ trở thành những trụ cột tương lai, tiếp thêm sức mạnh cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Đây không chỉ là cơ hội để các em hiện thực hóa ước mơ, khẳng định giá trị bản thân, mà còn đặt nền móng vững chắc cho thế hệ mới, giàu hoài bão và đầy trách nhiệm với quê hương, đất nước. Và khi được đứng vào hàng ngũ của đảng, em đã có trong mình thêm một sức mạnh để giúp vào con đường phát triển đất nước. Qua đó em đã có cho mình một động lực để phát triển bản thân mình hơn, có trách nhiệm với mọi người hơn và có những đóng góp cho đất nước. Nhà trường chúng tôi cũng rất là tin tưởng là với cái đội ngũ mà học sinh được đứng sớm đứng vào hàng ngũ của đảng này sẽ tiếp tục kế tục cái sự nghiệp cách mạng của quê hương và đặc biệt là trở thành những cái hạt giống đỏ cho các cái cơ sở đảng ở các cái trường đại học. Và đây là một cái động lực rất lớn cho các em để các em tiếp tục cái khẳng định cái vị trí vai trò của cái chính trị cũng như là tiếp tục nuôi dưỡng những cái lý tưởng cách mạng của đảng và nhà nước giao phó. Thì Ban Thường vụ thì sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan, cấp ủy các trường sẽ tiếp tục theo dõi, động viên và đồng hành cùng các đảng viên trẻ để các đảng viên tiếp tục phấn đấu trở thành những đảng viên tốt, những đảng viên ưu tú để sau này trở về để phục vụ cho quê hương, cho đất nước.